Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2571. Đường Tuấn nở nụ cười, anh không từ chối. Tinh thạch thần thánh giống như ngọn núi nhỏ này đã đủ rồi. Bé trai bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh núi vạn thần nói, các anh cũng nên đi tìm Hoa Thánh Linh đi. Đường Tuấn gật đầu nói, Hoa Thánh Linh là thứ trong truyền thuyết, chưa có ai từng thấy, bây giờ tôi phải đi tìm, nhưng cũng không có đầu mối nào. Bé trai nói, có lẽ tôi có thể giúp đỡ. Trên mặt Đường Tuấn mừng rỡ, anh nói, cậu có thể tìm được Hoa Thánh Linh sao? Bé trai nói, trước đây tôi không làm được, nhưng bây giờ có lẽ làm được. Trước đây sức mạnh tinh thần của cậu ta không đủ tinh khiết, không thể cảm nhận được hơi thở nhỏ bé, cho nên mới phải xem hoa bể khổ là Hoa Thánh Linh. Mà bây giờ sức mạnh tinh thần của cậu ta cực kỳ tinh khiết, có thể cảm nhận được những hơi thở nhỏ bé đó. Cậu ta cảm nhận được một chỗ ở trên đỉnh núi vạn thần có một hơi thở rất hấp dẫn. Luồng hơi thở kia nhạt hơn hoa bể khổ một tí, nhưng càng hấp dẫn cậu ta hơn hoa bể khổ. Trong lòng Đường Tuấn khẽ rung động, anh cũng đã nghĩ thông suốt chuyện này. Bé trai nói, tôi có thể giúp các anh tìm được Hoa Thánh Linh, thế nhưng tôi muốn một nửa. Đám người Thái Hạo, Trảm Thiên Long khẽ nhướng mày. Một nửa Hoa Thánh Linh không phải số lượng nhỏ. Bọn họ nhìn về phía Đường Tuấn, hy vọng anh tranh thủ lấy nhiều, như vậy bọn họ mới có cơ hội được chia. Thế nhưng Đường Tuấn lại giống như không nhìn thấy. Anh không hề do dự đồng ý với bé trai. Bé trai xòe bàn tay ra. Đường Tuấn sửng sốt một chút, sau đó cũng đưa tay ra. Bốp! Tay của hai người va vào nhau, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Vậy chúng ta bàn xong rồi, bé trai nói. Đường Tuấn gật đầu, chuyện như vậy vốn không có gì để do dự, nếu như không có bé trai thì bọn họ gần như rất khó tìm được Hoa Thánh Linh. Một nửa Hoa Thánh Linh với anh mà nói đủ rồi. Vậy chúng ta đi thôi, tôi dẫn đường, bé trai nói. Đường Tuấn lần nữa cõng Mộ Thanh trên lưng. Những người khác cũng đi theo sau lưng Đường Tuấn và bé trai. Ngay lúc đám người Đường Tuấn đi về phía Hoa Thánh Linh. Ở một nơi nào đó trên đỉnh núi Vạn Thần, từng đợt sóng nhấp nhô trong không gian, sau đó một chùm sáng từ bên trong bắn ra. Mộ Thanh, đừng giãy giụa nữa, hòa cùng một thể với linh hồn tôi đi, giọng nói âm u mãnh liệt của Độ Ách Thần Quân vang lên. Sau đó là tiếng của Mộ Thanh, cô đừng hòng. Chùm ánh sáng này là Độ Ách Thần Quân và Mộ Thanh. Bỗng nhiên một ánh hào quang tỏa ra từ trong vùng không gian ấy. Ánh hào quang nhanh chóng lan tràn cả vùng không gian, hơn nữa cũng bao vây linh hồn hai người họ bên trong. Độ Ách Thần Quân đầu tiên khế sững sờ, sau đó ánh mắt cô ta không khỏi nhìn về nơi phát ra ánh hào quang kia, hét lên, Hoa Thánh Linh, vậy mà là Hoa Thánh Linh. Chương 2572. Cách đó không xa trước mặt hai người, một đóa hoa màu xanh lam do băng tinh tạo thành chập chờn trong bão tuyết. Tỏa ra hơi thở khiến người ta mê đắm. Ánh hào quang bắt đầu tràn ra từ những chiếc lá kia. Độ Ách Thần Quân bỗng nhiên hét to lên, trong giọng nói đầy áp sự vui sướng. Tiếng Mộ Thanh cũng kinh ngạc vang lên theo, cô ấy đương nhiên cũng biết Hoa Thánh Linh này đại diện cho cái gì. Đây là bảo vật có thể khiến linh hồn người ta trở thành thần thánh. Quả nhiên là Hoa Thánh Linh, đúng là trời cũng muốn giúp mình. Đây là ông trời muốn cho mình thành thánh. Độ Ách Thần Quân cười ha hả. Tiếng cười vô cùng sảng khoái. Cảnh giới độ kiếp được xưng là thần quân, nhưng đối với một vài linh hồn đạt tới thần quân cấp 8 thì lại được tôn xưng là thánh nhân. Năm đó thực lực của Độ Ánh Thần Quân vô cùng lớn mạnh, dường như có ép được cả một tinh vực nhưng cô ta vẫn không thể thành thánh. Bởi vậy có thể thấy được, việc thành thánh gian nan như thế nào. Hiện giờ Độ Ách Thần Quân chỉ là một sợi tàn hồn, có thể tu lại tu vi của kiếp trước đã vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến chuyện thành thánh. Nhưng sự xuất hiện của Hoa Thánh Linh đã lại mang đến cho cô ta hy vọng. Chỉ cần luyện hóa Hoa Thánh Linh, cô ta không chỉ quay lại cấp bậc đỉnh cao ở trong khoảng thời gian ngắn, mà thậm chí tu vi của linh hồn còn có thể nâng cao một bước, bước vào trình độ thánh nhân. Khát vọng thành thánh làm lòng Độ Ánh Thần Quân nóng như lửa đốt. Vừa nghĩ vậy, cô ta lập tức áp chế linh hồn của Mộ Thanh hóa thành bóng người mơ hồ. Nhìn dáng người thì có vẻ như là một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp. Tuy mặc áo choàng màu xám bao trùm cả thân thể, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người và đường cong thướt tha của người đó. Năm ấy, Độ Ánh Thần Quân cũng là người đẹp hiếm có của tinh vực Chu Tước, chỉ tiếc tâm địa lại như rắn rết. Độ Ách Thần Quân thò cánh tay mảnh khảnh được tạo ra bởi thần quang, vươn tới chỗ Hoa Thánh Linh. Hoa Thánh Linh là của mình, Độ Ánh Thần Quân trầm giọng nói. Lúc bàn tay của cô ta sắp chạm đến Hoa Thánh Linh thì nó bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đấy,
Tại chỗ đó xuất hiện một mảnh không gian khác, đóa hoa màu xanh lạnh lẽo vẫn lay động ở gió tuyết, tản ra vầng sáng mênh mông. Thiên địa chi lực tăng cường, Độ Ánh Thần Quân cau mày, thấp giọng nói. Đất trời sinh ra một vài bảo vật lớn mạnh, những bảo vật đó sẽ được trời đất nuôi dưỡng. Để tránh bị chết hiểu, trước lúc trưởng thành chúng sẽ nhận được sự che chở của đất trời. Mà bảo vật càng quý hiếm, thiên địa che chở tự nhiên sẽ càng lớn mạnh. Hoa Thánh Linh trước mặt này tất nhiên cũng là dạng đó. Một đòn bất ngờ vừa rồi của Độ Ách Thần Quân đã đạt tới tiêu chuẩn động hư cảnh, vậy mà vẫn không thể chạm vào Hoa Thánh Linh dù chỉ là một chút. Có thể thấy được, thiên địa chỉ lực che chở lớn mạnh đến mức nào. Đã qua nhiều năm, mình cũng quên mất chuyện này. Chương 2573. Độ Ách Thần Quân thở dài. Kiếp trước, cô ta cũng tiếp xúc không ít với các loại bảo vật được thiên địa chi lực che chở, nhưng khi đó sức mạnh của cô ta vô cùng lớn mạnh, tất nhiên sẽ không đem thiên địa chi lực để vào mắt mà đều cưỡng chế cướp lấy. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị thiên địa chi lực ngăn cản. Không chỉ là thiên địa chi lực, mà loại bảo vật cao cấp như Hoa Thánh Linh này lúc trưởng thành rất có thể sẽ dẫn tới thiên địa đại triều, sức mạnh của nó còn đáng sợ hơn thiên địa chỉ lực gấp lần. Dựa vào sức mạnh hiện giờ của mình thì sẽ không có cách nào chống lại được thiên địa đại triều cả. Độ Ách Thần Quân lẩm bẩm. Cô ta oán hận nói, nếu không phải tại cái tên dược đường kia thì hiện tại mình sẽ không khổ sở đến mức này. Nếu có thân thể của Mộ Thanh ở đây, cô ta chắc chắn sẽ có thể phát huy sức mạnh lớn hơn hiện tại gấp mấy lần. Cho dù là thiên địa đại triều thì cô ta cũng ứng phó được. Cô ta nhìn ra không gian phía ngoài, nói có lẽ mình có thể tìm người để hợp tác. Cô ta thăm dò mảnh không gian này một lượt, sau khi chắc chắn không có sinh vật khác tồn tại thì để lại một cái ấn ký ở trong mảnh không gian rồi mới rời đi theo con đường vừa đến. Lúc Độ Ách Thần Quân đi xuyên qua, lớp không gian mỏng lại xuất hiện một lần nữa. Trước mắt chỉ còn lại gió tuyết mênh mông, không còn nhìn ra được bóng dáng của Hoa Thánh Linh. Cô ta tập trung cảm nhận một lát, cuối cùng cũng cảm nhận được dao động của ấn ký do chính mình lưu lại, trên mặt không nhịn được mà tươi cười, nói, không hổ là báo vật có thể khiến người thành thánh, giấu ở sâu bên trong một không gian bí ẩn như vậy, nếu không phải trùng hợp thì ai có thể tìm được. Cô ta bỗng nhiên nhíu mày, thì thầm, con nhóc, đừng dẫy dụa nữa. Cô mới nhập vào hồn lực cấp 7, sẽ không thể gây ảnh hưởng đến tôi. Chờ tôi lấy được Hoa Thánh Linh, tu lại linh hồn, lúc đó sẽ chính là ngày chết của cô. Vừa rồi, Mộ Thanh có ý định trốn thoát khỏi sự áp chế của cô ta. Hiện giờ linh hồn của hai người dung nhập, trừ khi có ưu thế tuyệt đối, nếu không Độ Ách Thần Quân cũng chỉ có thể áp chế Mộ Thanh, chứ không dám gây tổn hại gì đến cô ấy. Sau khi áp chế được Mộ Thanh, Độ Ánh Thần Quân nhìn về phía bên trong gió tuyết, bỗng nhiên lộ ra ý cười, nói, học trò của năm thế lực lớn ở ngoại vực có lẽ cũng đã đi vào. Tuy rằng những tên nhóc đó không cùng một doanh trại với tinh vực Chu Tước, nhưng thực lực quả thật không tồi, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Vừa dứt lời, cô ta đã biến mất, hiện giờ cô ta là tàn hồn, làm việc không hề kiêng kỵ, một lòng chỉ nghĩ tới việc sớm ngày khôi phục tu vi, quản gì đến chuyện phân chia doanh trại. Từ trong gió tuyết, Tạ Hâm mang theo vài người tiến lên. Sắc mặt anh ta vô cùng nghiêm túc, không đáp lại những lời dò hỏi của người đi cùng, có vẻ như anh ta không hề quan tâm. Thật ra Tần Thiên nói không sai. Thực lực của dược đường quả thực không thể khinh thường. Tuy rằng ngoài miệng nói không đem Đường Tuấn đặt ở trong mắt, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Đường Tuấn và các sinh linh của mạch khoảng thần thánh thì trong lòng anh ta đã sớm hiểu rõ, thực lực của Đường Tuấn tuyệt đối có thể sánh ngang với anh ta, thậm chí còn vượt trội hơn. Chương 2574. Đám sinh vật ngu ngốc của mạch khoảng thần thánh lại không trực tiếp đánh chết anh ta luôn, làm hại mình phải chạy trốn như này. Tạ Hâm rất không cam lòng. Anh ta nhìn về phía gió tuyết, bỗng nhiên trong lòng có chút bực bội. Họ tìm kiếm Hoa Thánh Linh đã 2 ngày, nhưng đến bây giờ vẫn không có bất cứ manh mối gì. Mặt khác, thời gian rời khỏi núi Vạn Thần cũng ngày càng đến gần. Nếu như đến ngày rời khỏi anh ta vẫn không có thu hoạch gì, vậy thì rất có thể cả đời này anh ta sẽ không thể rời khỏi Tinh Chu Tước. Đáng tiếc, đỉnh núi Vạn Thần thoạt nhìn có vẻ như không lớn, nhưng lại chứa đựng thủ đoạn giới tử tu di, ẩn giấu không biết bao nhiêu không gian ngầm. Trong tình huống như vậy mà tìm được Hoa Thánh Linh thì thật sự rất khó khăn. Chú thích, giới tử tu di, hạt cải có thể chứa đựng được cả một núi tu di, là một câu nói trong Phật giáo, dùng để hình dung những sự vật, sự việc không thể dùng bề ngoài để đánh giá. Đúng lúc này, sắc mặt Tạ Hâm chợt thay đổi, anh ta nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói, là ai? Lúc nói chuyện, một cỗ khí thế lớn mạnh bộc phát ra từ người anh ta, làm cả bầu trời gió tuyết ngưng động lại.
Dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Hâm, bầu trời cao ở trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một hư ảnh dường như trong suốt. Từ vẻ ngoài có thể thấy được, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành. Thể linh hồn, cô là ai? Tạ Hâm nhíu mày. Đỗ Ách Thần Quân cười nói, tôi tên Đỗ Ách. Đỗ Ách Thần Quân, Tạ Hâm giật thót, sắc mặt lại nghiêm trọng hơn vài phần. Hiển nhiên, anh ta cũng biết lai lịch của Đỗ Ánh Thần Quân. Nhưng khi anh ta cảm nhận được sức mạnh linh hồn của Đỗ Ách Thần Quân cũng không hơn kém mình bao nhiêu thì lắc đầu cười lạnh lùng, nói chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Chẳng lẽ cô muốn ra tay với tôi sao? Anh ta lười quan tâm kẻ trước mặt này có thật sự là Đỗ Ách Thần Quân hay không. Nói cho cùng thì cũng chỉ là một sợi tàn hồn, căn bản không cần phải sợ hãi. Đỗ Ách Thần Quân nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không biểu lộ gì, chỉ nói anh có muốn hoa thánh linh không? Cái gì? Tạ Hâm kinh ngạc. Đỗ Ách Thần Quân nói, tôi biết chỗ có hoa thánh linh. Tôi muốn làm một giao dịch với anh. Tạ Hâm nghe vậy thì im lặng một lát, rồi bỗng nhiên cười châm chọc. Nói, giao dịch cô muốn lợi dụng tôi để ứng phó với pháp trận thiên địa và thiên địa đại triều. Tuy rằng sức mạnh linh hồn của cô không tồi, nhưng chỉ bằng sức mạnh linh hồn, chắc hẳn là rất khó để ứng phó. Chương 2575 chỉ có 3 cánh hoa thánh linh. Nghe thấy những lời của Tạ Hâm, Đỗ Ách Thần Quân cũng không hề hoảng loạn, nói, không sai, có điều tôi thật sự biết chỗ của hoa thánh linh. Giờ chỉ xem anh có đồng ý chấp nhận cái giao dịch này hay không thôi. Nếu không muốn, các anh cũng đừng mơ tưởng đến việc tìm được hoa thánh linh. Advertisement. Tạ Hâm gật đầu, cười nói, đương nhiên là đồng ý. Đỗ Ách Thần Quân sửng sốt trong giây lát, hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Hâm lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cô ta nói, hoa thánh linh sở hữu 9 cánh. Sau khi xong việc, tôi sẽ chia cho anh 3 cánh. Advertisement. Tạ Hâm đáp, không thành vấn đề. Khẩu khí kia không hề có tính toán muốn cò kè mặc cả. Thậm chí, Đỗ Ách Thần Quân cảm thấy, nếu vừa rồi cô ta nói chỉ chia một cánh thì Tạ Hâm cũng sẽ đồng ý. Dẫn đường đi, hoa thánh linh chắc hẳn cũng sắp trưởng thành rồi, đừng lãng phí thời gian. Tạ Hâm nói. Giọng nói của anh ta trầm xuống. 7, 8 người đi cùng anh ta lập tức ngã gục trên mặt đất, ánh mắt vô cùng kinh hãi, ngay sau đó không còn tiếng động nào nữa. Tạ Hâm nói, chỉ có 3 cánh hoa thánh linh, tôi không có dự định phân chia cùng với bọn họ. Tên nhóc này khó đối phó. Đôi mắt Đỗ Ách Thần Quân híp lại, càng tăng thêm cảnh giác với Tạ Hâm. Ở bên kia, Đường Tuấn đang dẫn dắt sinh linh của mạch khoáng thần thánh không ngừng tiến về nơi ở của hoa thánh linh. Trong lúc đó, họ gặp đoàn người của Ly Thanh Trần, tuy rằng có tổn thất về số người, nhưng Ly Thanh Trần cũng không xảy ra chuyện gì. Núi Vạn Thần lại sắp mở ra, những học trò có chút thực lực của các phe gần như đều đã đi tới đỉnh núi, mà những người không đủ thực lực. Nếu không phải bị giết thì chính là không dám lên núi. Đám người Thái Hạo, Thu Linh thống kê lại. Cho tới bây giờ, phe của họ đều đã bị tổn thất ít nhất 2/3 số người. Tuy rằng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Chỉ cần thuận lợi đem truyền thừa đã lấy được đưa ra ngoài, thực lực của phe họ sẽ được tăng cao lên rất nhiều. Thậm chí trong tương lai không xa, còn sẽ xuất hiện cả cấp bậc cao thủ thần quân. Nói chuyện với nhau suốt cả dọc đường. Đường Tuấn đã trở nên quen thuộc hơn với sinh linh mới ra đời của mạch khoáng thần thánh, Khương Thuần. Đây là sinh linh của mạch khoáng thần thánh, sau này được anh đặt tên. Khương Thuần vẫn luôn ở phía trước dẫn đường thì bỗng nhiên dừng lại, nói với Đường Tuấn, khí tức của hoa thánh linh chính là ở chỗ này. Đường Tuấn đưa Mộ Thanh đang ở trên lưng giao cho Thu Linh chăm sóc, sau đó nhìn về phía mà Khương Thuần nói. Nơi đó hoàn toàn là một mảnh hư không, ngoại trừ gió tuyết. Còn lại không có một thực vật nào khác. Khương Thuần giải thích, nơi này có lẽ có một không gian đang ẩn nấp. Không gian rất không ổn định, tôi không tìm được cách nào để đi vào. Đường Tuấn tập trung thúc đẩy pháp lực, đồng thời dẫn động sức mạnh của Tiểu Thanh và Tiểu Kim. Rất nhanh sau đó, anh đã cảm nhận được khí tức của không gian. Từng làn hương vô cùng nhỏ tỏa ra từ bên trong không gian, làm cho anh hoảng hốt trong giây lát. Khí tức của hoa thánh linh. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Bác sĩ Dược, thế nào rồi? Anh đã tìm được cách đi vào chưa? Đám người Thái Hạo, Trảm Thiên Long và Ly Thanh Trần khẩn trương nhìn về phía Đường Tuấn với vẻ mặt chờ mong. Chương 2576 bác sĩ Dược nhắc nhở rất phải. Đường Tuấn gật đầu, nói, đúng là có một không gian, hơn nữa tôi cũng cảm nhận được khí tức của hoa thánh linh. Tốt quá rồi. Advertisement. Bác sĩ Dược,
mau đưa chúng tôi vào thôi. Vẻ mặt cả đám người vô cùng hưng phấn. Advertisement. Đường Tuấn nhìn mọi người, nói, không gian rất không ổn định, tôi chỉ có thể mang 3 người đi vào. Đường Tuấn vừa mới dứt lời, mọi người lập tức im lặng. Một vài người nhìn ánh với ánh mắt hoài nghi và cảnh giác. Rõ ràng, bọn họ nghi ngờ tính thật giả về những lời mà Đường Tuấn nói. Đường Tuấn cũng phát hiện ra sự khác thường của bọn họ, nhưng cũng không giải thích nhiều, ở trước mặt loại bảo vật quý hiếm của đất trời như Hoa Thánh Linh, mọi sự tín nhiệm hầu như không còn ý nghĩa gì nữa. Anh chỉ nói, chắc chắn Khương Thuần phải đi vào, giờ chỉ còn 2 người nữa. Thái Hạo trầm giọng nói, anh Dược, tôi muốn vào. Trảm Thiên Long nói, anh Dược, tôi cũng muốn đi vào. Ly Thanh Trần nói, anh Dược, tôi. Tuy nhiên chưa nói xong, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong thì đã hiểu anh ta muốn nói gì. Ngoài 3 người bọn họ, ánh mắt của đám người Thanh Phong cũng giống như vậy, chỉ là e ngại anh cả Thái Hạo của bọn họ, cho nên không dám lên tiếng. Bác sĩ Dược, lời anh nói là thật sao? Ai có thể chứng minh được? Không phải là bác sĩ Dược muốn độc chiếm Hoa Thánh Linh, cho nên mới không đưa theo chúng tôi vào đấy chứ? Tuy rằng đám người Thanh Phong không nói muốn đi vào, nhưng trong lòng lại vô cùng không cam tâm. Bọn họ vừa nhìn Đường Tuấn với ánh mắt nghi ngờ, vừa nói chuyện với thái độ lạnh lùng. Các cậu nói cái gì vậy? Thái Hạo khẽ quát một tiếng, ngăn mọi người lại. Trong lòng anh ta cũng có hoài nghi như vậy, chỉ là khó mà nói ra khỏi miệng. Ánh mắt Khương Thuần lạnh lẽo. Đường Tuấn cũng không có ý định giải thích cho mọi người, chỉ nói với 3 người Thái Hạo, Trảm Thiên Long và Ly Thanh Trần, chỉ có 2 trong 3 người các người có thể đi vào. Tôi nhất định phải đi vào. Thái Hạo kiên quyết, không hề có ý định nhường nhịn. Tôi cũng vậy, Trảm Thiên Long mạnh mẽ nói. Ly Thanh Trần thở dài, nói, bác sĩ Dược, vậy tôi không đi vào nữa. 2 người Thái Hạo và Trảm Thiên Long nghe thì lộ ra vẻ mặt vui sướng. Nói với Ly Thanh Trần, Thái tử Điện Hạ thật rộng lượng. Đường Tuấn nói, đi vào chưa chắc đã là chuyện tốt. Loại bảo vật xuất thế như Hoa Thánh Linh nhất định sẽ dẫn tới thiên địa đại triều, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có cả những người khác đến, khó mà tránh khỏi một trận chiến lớn. Chương 2577 thiên địa đại triều bắt đầu rồi. Ly Thanh Trần nói, anh Dược yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt cho họ. Đường Tuấn gật gật đầu với Ly Thanh Trần và tập trung nhìn về phía bên trong hư không. Tinh thần lực của anh tỏa ra khắp mảnh không gian, sau đó dùng pháp lực bao phủ 3 người Thái Hạo, Trảm Thiên Long và Khương Thuần lại. Advertisement. Soạt. 4 người đồng thời biến mất. Advertisement. Khi họ xuất hiện trở lại thì phát hiện bản thân đang ở bên cạnh một hồ băng. Diện tích của hồ lớn bằng 10 mấy cái sân bóng, có thể nghe được âm thanh nước chảy ở dưới lớp băng dày. Lúc này, ánh mắt của họ đều bị hấp dẫn bởi đóa hoa thạch anh màu xanh lạnh lẽo ở chính giữa hồ. Hoa Thánh Linh, Thái Hạo kinh ngạc hô lên. Ánh mắt của Trảm Thiên Long nóng như lửa. Thật sự có Hoa Thánh Linh, loại bảo vật quý hiếm của đất trời, hơn nữa lại ở ngay trước mắt bọn họ. Không nghĩ tới, các người vậy mà có thể tìm ra nơi này. Thật sự là đã vượt khỏi dự tính của tôi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong mảnh không gian. Mọi người dùng mình, nhìn về nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy ở bên kia hồ băng, đối diện với bọn họ, một mình Tạ Hâm đang chắp tay ra sau lưng, đứng ngạo nghễ ở giữa trời gió tuyết. Bên cạnh anh ta còn có một bóng người mờ ảo, gần như trong suốt. Người vừa rồi lên tiếng chính là Tạ Hâm. Đồ ách, trong mắt Đường Tuấn bỗng lộ ra hận ý. Tuy rằng bóng người mờ ảo kia hiện giờ xuất hiện bằng dáng vẻ của Đồ Ách thần quân nhưng Đường Tuấn vẫn cảm nhận được khí tức của Mộ Thanh trong đó. Vì vậy đã lập tức nhận ra được thân phận của đối phương. Thú vị! Đồ Ách thần quân nhìn Đường Tuấn, tươi cười sán lạn, nói, vốn dĩ vẫn còn hơi tiếc nuối. Nhưng hiện tại xem ra có thể giải quyết anh tại chỗ này luôn. Thấy Đường Tuấn và Đồ Ách thần sắp bùng nổ một trận chiến lớn, Tạ Hâm cười nói, các người sẽ không định ra tay ở nơi này đấy chứ. Không gian nơi này vốn rất không ổn định, thiên địa đại triều cũng sắp tới rồi, nếu thật sự đánh nhau. Các người có biết hậu quả sẽ ra sao không? Ít nhất là Hoa Thánh Linh sẽ không giữ nổi. Lời của Tạ Hâm làm mọi người đều trở nên nghiêm túc, trên mặt đều lộ ra vẻ cố kỵ. Bọn họ có thể cảm giác được, khí tức của Hoa Thánh Linh ngày càng thêm nồng đậm, ở trong trạng thái có thể trưởng thành bất cứ lúc nào. Thái Hạo thấp giọng khuyên nhủ, bác sĩ Dược, hiện tại quả thật không phải thời cơ để ra tay. Đường Tuấn hừ một tiếng,
không lập tức ra tay, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào Đỗ Ách Thần Quân. Đối với điều này, Đỗ Ách Thần Quân chỉ cười hờ hững, cơ bản không để ở trong lòng. Lúc mọi người đang chờ đợi, linh khí trời đất trong không khí đột nhiên trở nên nồng đậm, ở chính giữa hoa thánh linh hình thành một vòng xoáy không khí nhỏ, vô số linh khí trời đất chảy ngược vào hoa thánh linh. Thiên địa đại triều bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều gấp gáp, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Rào rào. Trong hư không bỗng nhiên phát ra tiếng vang giống như sóng triều vỗ vào bờ. Dường như sau mỗi một hơi thở, lượng linh khí trời đất lại tăng lên, vòng xoáy không khí càng trở nên khổng lồ. Thậm chí, linh khí trời đất nồng đậm đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Mà hoa thánh linh ở trong thiên địa đại triều giống như một đóa hoa trong gió tuyết, không ngừng lay động, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. Chương 2578, cô thật sự cho rằng tôi không dám ra tay với cô sao? Ra tay. Advertisement. Tạ Hâm khẽ quát một tiếng, một luồng hào quang chói mắt phát ra từ trong thân thể, hóa thành ánh sáng lao về phía trước. Advertisement. Đỗ Ách Thần Quân cũng theo sát ngày sau đó. Khương Thuần, cậu dẫn bọn họ đi cướp đoạt hoa thánh linh. Tôi muốn đoạt lại linh hồn của Mộ Thanh. Đường Tuấn giao phó cho Khương Thuần, sau đó hóa thành một luồng sáng, vọt tới chỗ Đỗ Ách Thần Quân. Khương Thuần gật gật đầu, mang theo hai người Thái Hạo và Trảm Thiên Long bay về phía hoa thánh linh. Đường Tuấn chặn trước mặt Đỗ Ách Thần Quân, đứng đối diện ở phía xa, anh lạnh lùng nói, giao linh hồn của Mộ Thanh ra đây, tôi sẽ để cô rời khỏi. Ánh mắt Đỗ Ách Thần Quân u ám, nói, đừng có mơ. Làm hỏng chuyện tốt của tôi, mà lại còn muốn mạng sống của con nhóc này. Nếu tôi chết, nó cũng phải bị chôn cùng tôi. Cô ta cười ha hả, nói, không phải anh muốn giết tôi sao? Đáng tiếc, anh dám ra tay sao? Dáng vẻ của cô ta biến đổi. Hóa thành dáng vẻ của Mộ Thanh, lớn tiếng nói, bác sĩ Dược, không cần để ý đến tôi. Tuy rằng linh hồn của cô ấy bị áp chế, nhưng vẫn luôn cảm nhận được sự việc ở thế giới bên ngoài, cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Anh ta nỡ sao, giọng nói châm chọc của Đỗ Ách Thần Quân cũng vang lên ngay sau đó. Mộ Thanh không kịp nói gì thì linh hồn lại bị áp chế một lần nữa. Ha ha, hiện tại hai linh hồn của chúng tôi đã dung nhập với nhau. Anh làm tôi bị thương cũng là làm cô ta bị thương. Anh thật sự muốn ra tay với tôi sao? Giọng nói đắc ý của Đỗ Ách Thần Quân vang lên, dáng vẻ như thắng chắc được Đường Tuấn. Lúc này, ở một bên khác, Tạ Hâm cũng đang đánh nhau với mấy người Khương Thuần. Vốn dĩ thực lực của Khương Thuần vượt xa Tạ Hâm, lại có thêm Thái Hạo và Trảm Thiên Long, cho nên đáng lẽ đã chiếm được ưu thế. Nhưng lúc này, dưới sự đột kích của thiên địa đại triều, Khương Thuần là sinh linh của đất trời cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thực lực bị áp chế vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn không bằng hai người Thái Hạo và Trảm Thiên Long. Mà thương thế của Thái Hạo và Trảm Thiên Long vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên lúc đối phó với Tạ Hâm, ba người họ cũng rất khó khăn mới chiếm được thế thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự rất khó để phân thắng bại. Đỗ Ách Thần Quân thấy thế thì nở nụ cười hờ hững. Cô thật sự cho rằng tôi không dám ra tay với cô sao? Ngay lúc Đỗ Ách Thần Quân còn đang ôm ảo tưởng trong lòng thì giọng nói lạnh lẽo của Đường Tuấn truyền đến bên tai. Chỉ biết mạnh miệng, Đỗ Ách Thần Quân kinh thường, hừ một tiếng. Nhưng ngay sau đó, Đường Tuấn đã xuất hiện ở trước mặt cô ta. Bàn tay anh lập lòe ánh sáng bạc, giống như được bôi một tầng thuốc màu bạc, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ dao động, phát ra từ lòng bàn tay. Chương 2579 anh không muốn cho tôi sống. Đỗ Ách Thần Quân sửng sốt. Nhưng đã không kịp nữa. Đường Tuấn ấn bàn tay vào người cô ta, tinh thần lực mạnh mẽ giống như gió bão, hoàn toàn ập vào bên trong cơ thể. Advertisement. Tên này muốn giết chết cả con nhóc kia sao? Đỗ Ách Thần Quân kinh ngạc, cô ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần khống chế được Mộ Thanh thì sẽ không phải sợ Đường Tuấn, hoàn toàn không nghĩ tới Đường Tuấn lại cứ vậy mà ra tay. Nhưng ngay lập tức, Đỗ Ách Thần Quân biết bản thân đã đoán sai. Tuy rằng tinh thần lực của Đường Tuấn xông vào bên trong cơ thể cô ta nhưng cũng không gây ra lực sát thương quá lớn. Ngược lại, nó giống như là một con sóng lớn, gột rửa linh hồn của cô ta. Mỗi một lần gột rửa đều sẽ mang đi phần linh hồn của Mộ Thanh. Advertisement. Tinh thần lực của tên này lại đáng sợ như vậy. Hơn nữa, sức mạnh này là gì vậy? Vậy mà lại có điểm giống với khí tức của căn nguyên thiên địa. Đỗ Ách Thần Quân vô cùng sửng sốt. Tuy rằng cô ta là một sợi tàn hồn,
nhưng nếu xét về tu vi tinh thần lực thì cũng đã đạt tới trình độ thất phẩm trung gian, không ngờ tới, cô ta lại không có biện pháp nào để chống đỡ được Đường Tuấn. Hơn nữa, điều càng làm cho cô ta sợ hãi chính là trong tinh thần lực của Đường Tuấn có chứa một loại khí tức khó mà nói thành lời, nó rất giống với căn nguyên thiên địa mà cô ta biết. Chính khí tức này đã áp chế cô ta, làm cô ta không thể ra tay được. Linh hồn của Mộ Thanh dần dần được tách ra, thực lực của cô ta cũng không ngừng giảm xuống. Bên này giảm bên kia tăng, tốc độ tách linh hồn của Đường Tuấn càng lúc càng nhanh. Tôi tung hoành đã mấy vạn năm, thủ đoạn sao có thể để anh kinh thường. Độ Ách Thần Quân không cam lòng, nếu như vậy, cuối cùng cô ta chắc chắn sẽ phải chết. Anh không muốn cho tôi sống, tôi sẽ lập tức hủy hoại cô ta. Một ý nghĩ độc ác lướt qua trong đầu Độ Ách Thần Quân. Bùm! Tinh thần lực của cô ta bỗng nhiên hóa thành một biển lửa hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt đã thiêu đốt sạch sẽ linh hồn của Mộ Thanh và cô ta. Linh hồn chi hỏa. Trong phút chốc, sự đau đớn mãnh liệt đã lan tỏa khắp tinh thần của Độ Ách Thần Quân, đồng thời Mộ Thanh cũng kêu lên một tiếng thảm thiết. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, vô cùng u ám. Một luồng ánh sáng xanh tụ lại ở chính giữa bàn tay anh, bên trong ánh sáng xanh truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn của Mộ Thanh. Ba phần. Linh hồn chi hỏa mà Độ Ách Thần Quân vừa tạo ra đã thiêu hủy ba phần linh hồn của Mộ Thanh. Người tu hành muốn tu hành đến cảnh giới tối cao thì yêu cầu về linh hồn cũng càng thêm khắc nghiệt. Thiếu đi ba phần căn nguyên linh hồn cũng có nghĩa là con đường tu luyện của Mộ Thanh đã hoàn toàn chấm dứt. Linh hồn chi hỏa, vừa đả thương mình vừa đả thương người. Anh không ngờ được, Độ Ách Thần Quân lại điên cuồng đến mức này. Thân thể của Độ Ách Thần Quân trở nên mờ ảo hơn rất nhiều, dường như có thể tan biến trong đất trời bất cứ lúc nào, nhưng nụ cười trên mặt cô ta lại vô cùng dữ tợn, thằng quỷ. Cô ta chắc hẳn cũng phải tổn thất ít nhất ba phần căn nguyên linh hồn. Ha ha ha, thật sảng khoái. Anh Dược, tôi không sao. Bên trong ánh sáng xanh truyền ra âm thanh yếu ớt của Mộ Thanh. Nếu không phải cô ấy đã đạt tới cảnh giới bác sĩ cấp 7, linh hồn mạnh mẽ hơn so với những tu sĩ bình thường thì chỉ cần tổn thất ba phần căn nguyên linh hồn cũng đã có thể làm cho cô ấy vĩnh viễn ngủ say. Cô đáng chết, Đường Tuấn nhìn chằm chằm Độ Ách Thần Quân. Đồng thời hối hận vì đã xem nhẹ mức độ điên cuồng của cô ta. Chương 2580. Đúng vào lúc này, mảnh không gian lại mãnh liệt rung lắc một lần nữa. Một luồng hào quang đột nhiên xuất hiện từ bên trong không gian, bao phủ lấy Khương Thuần còn đang chiến đấu lại. Trong nháy mắt, hào quang mở rộng ra gấp mấy lần. Một cỗ áp lực phát ra từ hào quang, chấn áp khiến cho Khương Thuần không thể động đậy. Hào quang dần dần tản đi, hiện ra hình dáng rõ ràng. Vậy mà lại là một cái ô, trên ô chẳng chịt những phù văn kỳ quái, hào quang và áp lực cũng chính là từ trong phù văn phát ra. Thái Hạo nhìn chiếc ô rồi kêu lên thất thanh, ô thiên ma. Ô thiên ma, bảo vật quý giá số 1 của thiên ma môn, là loại bảo vật phong ấn. Bốn bóng người xuất hiện trong không trung, vậy nhưng hai người trong số đó lại là Tần Thiên và Thiên Tà Tử, ngoài ra còn có hai luồng khí tức cũng mạnh mẽ như vậy, không kém hơn so với Thiên Tà Tử là bao. Tần Thiên liếc nhìn hiện trường rồi cười nói, xem ra tôi đến vừa đúng lúc. Dược Đường, nếu anh không thấy Mộ Thanh chết thì lập tức dừng tay lại. Tần Thiên nhìn chằm chằm Đường Tuấn, lạnh lùng nói. Lúc này mọi người mới phát hiện ở phía sau Tần Thiên còn có một người. Người kia giống như bị một sức mạnh vô hình thao túng, trôi nổi trong không trung. Chính là Mộ Thanh đang ở trong trạng thái chết giả. Thái Hạo, Trảm Thiên Long và Đường Tuấn đồng thời dừng tay. Đường Tuấn lộ ra vẻ lo lắng. Mộ Thanh đáng ra phải đang được mấy người Ly Thanh Trần và Thu Linh bảo vệ mới đúng. Hiện tại Mộ Thanh bị bắt, vậy có phải mấy người Ly Thanh Trần cũng đã xảy ra chuyện rồi? Tần Thiên cười nói, anh vậy mà lại để cái đám phế vật đó bảo vệ Mộ Thanh. Đúng là ngu xuẩn. Tạ Hâm đối với sự xuất hiện đột ngột của đám người Tần Thiên tất nhiên cũng hơi sửng sốt, quát Tần Thiên, sao các người lại tìm được nơi này? Tần Thiên châm chọc nói, đương nhiên là đi theo anh tới đây. Cái loại phế vật như anh mà cũng muốn độc chiếm thánh linh hoa. Sắc mặt Tạ Hâm xanh mét, Tần Thiên lạnh lùng nói, lát nữa sẽ tính toán với anh sau. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, nói trưởng lão Dược, chúng ta làm giao dịch. Anh giúp tôi ngăn thiên địa đại triều lại, đợi tôi lấy được thánh linh hoa rồi sẽ trả lại Mộ Thanh cho anh. Lúc nói, trong tay anh ta xuất hiện một thanh kiếm sắc, đặt ở trên cổ Mộ Thanh. Mũi kiếm sắc bén hạ xuống, cổ Mộ Thanh lập tức chảy ra máu tươi. Tần Thiên nói, thực lực của trưởng lão Dược rất mạnh, chắc hẳn sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này của tôi đấy chứ.
Tiếng sóng chiều trong hư không vang động càng lúc càng kinh người, khí tức của Thánh Linh Hoa cũng trở nên ngày càng nồng đậm. Ba người Thái Hạo, Trảm Thiên Long và Khương Thuần lập tức biến sắc. Để một mình Đường Tuấn đi ngăn cản thiên địa đại chiều có khác nào đi chịu chết. Thời gian Thánh Linh Hoa trưởng thành cũng sắp tới gần, sức mạnh của thiên địa đại chiều cũng không ngừng tăng lên. Tuy rằng họ đều muốn tranh đoạt Thánh Linh Hoa, nhưng đều là tính toán chờ để thiên địa đại chiều yếu đi mới lại tranh cướp. Đi tranh vào lúc thiên địa đại chiều đang mạnh nhất chẳng khác nào chống lại thiên địa chi lực. Đừng nói Đường Tuấn chỉ là hợp thể cảnh, cho dù là tu sĩ động hư cảnh hậu kỳ cũng không chắc có thể chống đỡ được. Chỉ là lúc này Đường Tuấn còn có lựa chọn khác sao? Anh Dược, không cần đi. Trong ánh sáng xanh, Mộ Thanh nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn đáp, tôi không sao. Nói xong, anh xoay người, bay về phía hướng Thánh Linh Hoa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2580.